Hôm nay là nhân dịp là nhóm sống ở các phòng mà tụ họp, và hôm nay nhân dịp sinh nhật của chú Phong thì xin gửi chú Phong một bài hát nhỏ nhỏ là Happy Birthday của mọi người nha. 1, 2, 3. Happy Birthday to you. Chúc mừng sinh nhật chú.